Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là seri mình đi thăm và làm mộ cho các cụ, sang cát cho các cụ quy tụ về một cái nhà mới xây chung. Đấy, từ nhà đi ra. Đấy. Ôi xui. Đổi mới là mua tên tiểu ấy. Đây là cái bờ ao mới. Còn những cái cũ thì chuyển thôi. Cho nó làm cái là hợp tình hợp lý nhất, cũng quá mà. Em thì ba chị em thì đấy, chỉ cần 2,5 là được. Thôi. Ui, cá này. Cá này, cá này. Đấy. Ôi trời ơi. Hôm nọ mới dựng cái cây hương mà chập tối sang em vác cái củi mà em bảo nhà em bảo để em đi chuộc. Ôi trời, đã hốt rồi mấy hôm nữa thì không biết làm thân thế nào. Làm cái gì đâu. Mày ra mày nhát ở tao chẳng ghê lắm. Nào ghê lắm. Cái gì em nó gan nào ấy, chẳng ghê gì bây giờ. Bảo tôi hôm nọ nhà bà nhà bà viện bà ở đấy bà bỏ đi là tôi chẳng xuống đấy, bao giờ bỏ mẹ ra. Tôi chẳng xuống bao giờ đâu, bây giờ bà hàng nó về tôi thì bà chạy xuống. Em ở dòng hai cây đẹp quá, nhưng thiết là mà mang xô để tưới tí nước không, hôm nay heo mất qua tưới đậm rồi gì à, ai chở cái này đây không vật liệu của nhà ấy vật liệu gì đây rồi làm gì đấy quay phim bà ơi lại lên tivi. Bá cứ cười vô lơ để nó quay. Mày đỡ tao đi. Ở chân bá tao đang đau. Đau lắm bà, khổ lắm. Wow. Đấy, mở cửa đi vào. Cái nền này đấy. Là 5 triệu cái gạch ở đấy. Cái gạch này được quá đẹp rồi mà lại quá đẹp rồi. Đẹp không? Đây là đẹp không? Đẹp. Cô. Chúng mày thẳng cái đẹp. Trồng cái cây này đẹp đấy. Đợt mày phải mày với bọn anh Đông Khiêm là phải như thế nào đấy, cho nên anh Đông là anh cứ sợ là người em một đằng anh một đẹp là anh ấy chán lắm đấy. Không đẹp. Mày phải có một chứng kiến. Đây trồng bốn góc bốn cái cây này luôn đi. Bỏ cái kia, trồng cây này đẹp. Không phải trồng cái cau ở ba kia, nó ấy cau về trong ấy là có cái cau chứ con. Cháu tưởng là trồng một hàng ở đằng trước này nó mới quá đẹp chứ. Thì nó đẹp nhưng không trồng ở đấy, cây con lùn thấp đè này lấy ra thắp hương. Còn thì rồng được à, cái nhưng, này. Nhưng mà nó to ấy bà. Ừ, không cái này không bận gì. Nó cái to. Này tôi đủ nó tí bé. Tôi tưởng cái cây ấy nó to quá nó còn chạm vào tường ấy. Không, cái này bé tí mà. À, vâng. Cái con lùn như bá có cây bây giờ bằng cái này này. Vâng. Cái không mình trồng một hàng ở đằng trước này đẹp này. Có một hàng đằng trước. Đấy. Có một hàng từ trước. Kéo từ chỗ bậc thang ra đằng đây, kia đấy. Phải mua đấy mấy cây rồng nữa. À, quá đẹp luôn. Cái đấy thì chỉ cần trồng cau thường thôi. Ai à, đã phân chia đây rồi. Phân chia rồi. Đây là Mai Bút. Còn Bắc Nghiên đây, còn ông Việt với nhà Khôi bên kia. Các đại ca cho ở bên kia. Đúng. Còn bên này là ông vải và vãi của anh ông Vàng. Bác. Bác. Hả? Bố của bà ra đi kể chửi bà về nhìn ấy. Đấy, nói thế thì được. Nói để cho nó. Lát nền gạch này đẹp đấy. Biết đâu này, biết đâu ngày mai người về nó lại đóng góp theo mất tục tiệu mới thì các cái mờ lại trắng. Xong là sơn chiếc hoành tráng lên. Hả? Và xong sơn trắng lên. Có đấy. Anh à, chết mày nào chứ anh Đông thì anh ấy thì con à. Tao ghê lắm chứ mà anh ấy cứ quyết ghê lắm anh làm mà anh ấy nhà Đông mất công làm một thể không quét vôi quét viết làm gì, nó chỉ được một ít mà sơn phát là nó được lâu dài mà nó đẹp. Các cụ phù hộ cho bọn cháu để bọn cháu vẫn hoa. Ai vẫn hoa em bên hoa hai thì cháu là chở hai cái cây này ra vấn đề đẹp này. Cây này trồng đẹp đấy. Thế đây này, bà xem nó đây để trồng hoa này. Đấy, hướng rất là thoáng đãng. Thế mới bảo là chỗ này là phải làm cái chỗ mà để
cua xe sau này là các cháu nó lười lắm. Nó phải sang đến đây nó mới bước chân xuống này lên thắp hương này. Đấy. Tức là phóng sang đây. Đấy, cua đầu đây, cua đít đứng đây là lùi lại. Là đẹp. Cứ xe ô tô đến đấy. Ở chỗ này là dòng dòng hàng cao đây. Quá đẹp luôn. Đấy. Thế còn ở ở chỗ đấy là dòng hoa tóc tiên được. Hai bên. Hoa 10 giờ đấy. Ấy chị Hoa chuẩn bị các loại hoa rồi, mua hai cây hoa. Đấy. Cháu bảo là trồng 10 giờ nhưng mà 10 giờ nó lại nở theo mùa thôi. Cái chị Hoa bảo đến này. Hoặc là dòng Hôm nọ chat ở trên kia là bảo là nhận rồi. Ừ đấy. Đây dòng tóc tiên xong nó rậm lên đẹp lắm. Chú sáng được cái này chứ. Lúc nào cũng xanh. Vâng. Đấy. Đơn giản cổng nhà cháu đầy. Đấy. Đùa thì mỗi ngày làm tí mấy anh em thêm vào tí. Mày phải có chính kiến nào chứ con. Đẹp. Đẹp. Một bà bên kia là phải thế mới được. Thằng cò chưa về, chưa thấy tham gia, chưa thấy nói gì cả. Không đấy, cái hôm mà bảo làm bên kia nhưng mà cho thấy bên này nhìn nó thoáng hơn. Thoáng hơn. Loại loại như kiểu các thầy ngày xưa là bảo long mạch các kiểu là phải địa thế rồi hướng hết rồi. Kể cả đất ở bên này nó cũng ấy hơn. Mưa gió lâu năm, trăm năm nó cũng không bị kiểu sạt lở đất. Thưa à, cái này thưa à? Không, chắc chắc là thưa. Mai đội thợ nó về làm một mẻ đã xong, nó bậc biết. Trên địa đấy đâu, đúng rồi. Đấy, còn ngoài kia còn chát cái bậc nữa. Còn trong cái anh ấy đi làm, nhưng mà anh đi làm ít, anh ấy lùng sụi, anh đi tìm những món này, anh đi hết các của chỗ đợi đến chỗ kia, anh biết đi, anh đặt cái món này, đặt các loại cho kia tham khảo. Đúng rồi. Còn phải thiết kế thiết kế. Đúng rồi, nó có được cái là anh bảo là anh có cái gì chính kiến, anh nói lên thì ông bảo đấy. Ông bảo cũng được cái là ông cũng nghĩ ra là sao ý của anh. Vâng, làm thế nó anh bảo đấy cháu như thế này thì ông bảo ừ cũng hợp tình hợp lý. Cái bờ à cao hơn trên mặt. Hợp ý đẹp. Thế là được, cái đẹp ấy. Bạn vâng. Đấy, anh em phải có những cái chính kiến như thế để tôi bảo làm này thì các ông bà là yên tâm. Không thật. Yên tâm thật mà. Như này như bọn ta bá với mẹ bảo ừ thôi này, thế là đâu vào đấy thì nó mình sau này chẳng phải nghĩ ngợi chuyện cho các con nó khỏi lật đật, nó khỏi khổ con. Đấy. Thôi các cụ là phù hộ cho mỗi cháu một tí thế là này. Cứ mạnh khỏe không em vừa làm may mắn thì là khỏi khổ là được rồi. Ừ. Mà nói này yên tâm lắm bạn, tôi nói thật này yên tâm luôn đấy. Một mối này mình nhẹ nhõm được không là. Đây này hôm nọ ông Huấn ông cứ bảo không phải nhưng đúng rồi, thằng đâu có làm này nó phải sáng ạ. Đây này. Đâu. Ông Huấn bảo thế là không. Cái này là được rồi đấy, bà là bảo. Ôi ông Huấn cứ hai hôm ông bảo ông này. Ông bảo là phải viết năng bộ gia đình ngành, viết thế nó ngang quá thật, không được. Thế bây giờ là năng bộ gia đình, đây là gia đình cơ mà, nó phải cái ấy có phải là gia ngành gì đâu mà ấy mà quan gì. Đây là gia đình thôi chứ còn gì nữa. Ngành là phải ngành cả một cái ngành này mới đúng rồi, cả ngành ông viết thôi để mũ lên một gia đình ở đây này, chỉ trong cái của ông Nhím này thôi chứ. Đúng, gia đình ông Nhím. Ừ, đấy còn gì nữa. Cho nên bác Huấn bác bảo là ngành là khởi kệ bác ơi, không phải đâu. Đúng rồi. Trên này là gò cọ này. Vâng. Đại ca phải lo thân. Đẹp, cái này đẹp. Mãnh là ấy cùng nhau. Thế đến lúc là bọn bảo là chờ. Chưa có hai bên thế là vào ở giữa. Thì phải để chỗ ở giữa để đi đã. Để đi đã. Nó là cứ để sang cái khu triệu khu ông bảng là phải là đẹp là đúng rồi. Này đúng phải. Kiểu để khu nhà ông bảng là đẹp là phải rồi. Thế. Đấy. Đáng ra là nhà bút bên này mà em bảo con ấy đây là nhà em phải nhận bên này để nó, trước bởi vì nó để trước. Ờ để cho nó cùng nhau. Cho nhà bút gần ở ngoài cho nó to. Cho ai? Cho làm anh. Cho làm anh. Xuống. Ở đây nhìn hướng này rất thoáng. Đẹp. Đẹp. Mà nó không bị ví dụ như ở bên kia nhá.
nó một phẳng một là đất đất đấy. Đất nó thịt hơn, nó dễ sạt lở với cả nhiều cái cây. Cái nhất nó bên này nó thoáng đãng. Đấy 2-3-4 bên đường vòng quanh. Đấy nó vui mắt. Nếu mà đầu tiên đây nha, quanh rất là thoáng. Đông làm nhà người sống còn thích ấy, phải làm nhà các cụ đâu. Bà ấy chị định bảo hay là các cháu bảo nếu không ấy quá thì mang vào quận Trang. Thế xong rồi. Bà trẻ bà cũng đẹp, nó vói vào trong chứ bà trẻ bà cũng đẹp đấy. Đẹp cực luôn bà nhá. Bà trẻ nhà bà ở người sống đẹp ấy. Bà trẻ bà người sống làm nhà ở đẹp. Đấy. Mọi người đang làm ở bên kia rồi. Nối một cái quả dây điện sang đây để lấy điện để Ây da. Cái gì anh Đức ơi? Nhận phần à? Nhận phần à? Khéo mà phải chia chắc. Bác. Bác. Đâu, làm gì bác? Lau hả bác? À vâng. Anh Đức không? Ừ. Đấy, cái biển đấy. Cái này lau đi, không còn nước nữa đâu. Thằng nó cười giòn quá này. Cho nó thật phải bác này, rượu nó say quá thì phải đi cười cho nó mất hạ cái rượu ra chứ rồi. Này sạch rồi, lau nữa không ạ? Cái này mấy cái chị đã bỏ cái này đưa cho nơi nấy là đi đấy. Khác hẳn quan trọng là cái người làm thì không cần, nhưng mà cần cái người đâu, hai cái rồi. Không thảo thôi. Cái này là lau chưa bác? Hai cái mới bị kia chưa lau. Còn hai cái mới đem lại lau rồi. Vâng. Thế thì ai như chú giờ lên. Cái này ôi, chắc sạch lắm rồi bác. Cái này xem cái số mà nó có số 5 9 này. Đây để cho đây. Chưa, cháu lại chưa nhìn thấy. Đây mày, đây. À, không phải. Đây cái gì? Đây đâu. Đúng rồi, cái này là 509 ạ. Để vào đây. Cái để nó cùng lên chiều với cùng nhau. Chiều. À, thế. Lúc này nó đỡ. Đấy, để ra vào đây. Vâng. Lấy bác ấy số kia cho chị. Số này 516. 516 là ở giữa này. Này. Đấy, bác cầm cái đầu kia kìa. Cháu có một tay. À thôi được. 56 đúng rồi. Rồi. Cái này là để lau đầu. Vâng. Số nó ở đầu kia. Số này là 69. Vâng, 9 nha. À, 69. Đúng rồi. Bác ơi, đây 84 đằng này ạ. Rồi.
Để đúng đầu đuôi mới khớp hả bác? Khớp với nhau, để đúc đầu cuối. Vâng. À, vâng. À, 84 bên này. 84 giờ. Vâng. Rồi bác để cho xem. Còn cái nữa ở đâu nhỉ? Ở đây đây đây. Đây cho lâu, cho nó lâu. Kiếm một áo nó mới đem về. Lâu rồi, lâu rồi. Cái nắp. Cái áo thím này. Rắn dép gì mà bò trên cổ này? Ờ, tuổi mẹ, tuổi rồng, tuổi rắn. Tuổi rồng làm con rồng rồi chứ. À, gì hả thím, thích mấy cái áo màu màu đen. Đấy, thím cứ nói đi. Từ nãy giờ vẫn đang đây là thím út nhỉ? Đấy. Thím dâu út. Ôi. Xuống kia nói xem ba thằng mày có hợp tướng không? Dạ. Có hợp tướng không? Đẹp rồi, để đi quay đằng này. Anh. Định nhà vào làm nọ nhưng mà một mình đây hốt. Nên là phải đợi hôm nay. Ê, tà mổ sớm chưa đi bộ nòng ăn trước. Nếu mà không thuê thì nó cũng phải nhờ một tí mổ lầm là mình phải mổ cho. Thôi hay ra nhiều thì cái này là có thật. Thôi không, nếu mà ăn Tết thì là Tết thì thật. Thôi thật. Thôi giờ này cái gì. Nó mới lấy tiền một nửa, có nửa bán đấy. Có nửa mà dưới của hàng không, cái chất nào đấy thì đây là ông thợ cả bút. Bên trong này hôm trước là chưa lát à chú? Bây giờ mới lát à? Chưa. Nó chẳng để ý nhỉ. Kẻ để cắt à? Vâng. Cấm đi chứ tí nữa, đi vòng. Tao làm cầu thang cho tao bắt đấy. Cho con phô lên rồi. Cháu con phô xuống đây. Sáu thằng Cậu Uyên với lại con này, đấy là con Chi. Thì thế chả ba gái hả? Còn dài. Cháu lớn dài gì nữa? Cháu dài gì nữa? Nhưng mà Ngô đâu? Được. Anh này còn đang hỏi Ngô đâu mà mách. Cứ bình tĩnh nhá. Đấy. Xin chào. Hello. À đây. Ui giời ơi. Táo gọt sẵn này. Hai viên nữa là hết rồi chú.
Còn những gốc câu rồng hòa nữa. Chắc cứ để rồng hòa. Không, nó bỏ lấp đi. À biết tất luôn à? Ừ. Ăn thế thì còn mấy cái đằng kia. Ừ. Biết đất. Hình gì trước bảo trồng không hay không? Trồng sau này nó dần quấy. Cây mà to thì lại kỵ tường, cây cao lại khó ngả. Ở ngoài đây chỗ trồng hoa mà. Nào. Đây, trong này ai lại phệt đấy chứ? Đang để thôi. Mồi tay lên để thôi. Rồi. Sẻng em vừa xuống dưới đấy nhá. Giả sẻng đây. Đưa sẻng đây cho chị mượn. Còn được. Giả sẻng. Giả. Em xuống tận dưới em lấy vào giả sẻng đây. Ê à, bà làm cái chỗ trồng hoa này đẹp ghê nhỉ. Hoa đang ở đây trồng được luôn rồi, mua hoa sẵn luôn. Vâng. Mai này nhìn thấy lung linh luôn. Đâu có cái gì sẵn đâu nhỉ? Hả? À? Có cái gì? Hoa, hoa nó có hoa sẵn này. Chưa, cứ trồng từ từ. Bây giờ nó toàn trồng hoa sẵn đấy chứ cháu. Vâng. Cái cây hoa ấy. Hoa cái đấy. Bán quả. Trồng đất của ông á. Cái hoa nó ra hoa sẵn ấy. Mà nó được lâu lắm. Lấy đi này, cháu trồng giữa cái nào. Sợ đổ vào lại nhiều ấy quá. Nhiều vữa quá. Cứ mỏng mỏng thôi. Sắp xong rồi. Trong nhá. Quét tí cho nó quanh cả tràng cái. Ui. Đi ở riêng này. Ông Công Việt đi ở riêng này. Hay sinh được gốc chỗ khác. Đây là của nhóm bán hết. Nắng ghê rồi đấy. Ô kính rồi. Ôi, ai làm rơi miếng phí thế. Xem anh kia cũng chẳng biết, để nó đi tìm không. Chả thấy kính nào đâu đâu. Này trong chát khoảng ạ. Đó. Nó chát đi. Chát khoảng cái này đi rồi. Đấy. Để bay à? Đây này, cả một công trình nghệ thuật vừa mới sáng tạo ra. Dùng đá sỏi.
để lại gìn giữ cho muôn đời sau. 17102020 canh tí. À, tạm thời là quét xi vào để cho nó giữ chân cho nó chắc cả. Đấy, ôi giời. Thực ra vào đây vẫn nhìn vẫn ngon này. Xong mai, ngày mai là nó bong hết những cái xi ở trên mặt, trắng lốp ra toàn sỏi đẹp. Đấy, trắng ngay. Đây có một cái này bà ơi. Cái gì? À, tất tần tật toàn xi. À, hình như là nãy cô cháu bảo là bao giờ cần thì lại mang lên đây. Đấy, 17102020 canh tí. Đó, xoài. Ngon lành phở. À đâu, để đi lên xem. À, chỗ này vẫn là ốp lên hả bà? Ừ. À, đã lắm. Đang ấy cái này đang bị võng giữa. Võng giữa. Ui giời ơi. Góc này là góc cuối là được về à, chú? Được về bánh chén chưa? Được rồi. Nốt góc này là xong. Đây vừa nhão thế chú nhô nhão, chú đặt gạch vào luôn rồi màu. Hả? Cũng còn màu cho vào đấy không. Mấy hố kia chú vẫn làm màu nhỉ? Ừ. Còn màu thì để cho vào đây. Cho chưa? Cho màu chưa? Thank you.